Mời các bạn ăn cơm với gia đình mình nha. Đây, canh chua hồi nãy đây. Này với rồi, mời các bạn ăn miếng ếch nha. Không. Ếch ngọt quá các bạn. Chấm vô miếng ếch. Chào các bạn quay trở lại video tiếp theo của kênh nha. Thì hồi tối mình có đi cắm ếch các bạn. Bây giờ mẹ mình cũng mua bạc hà đó các bạn. Về mình nấu canh chua nha các bạn. Ếch nấu canh chua bạc hà. Đó, hiện giờ cũng đang làm đang gọt bạc hà nè các bạn. Với rau niêm rồi đó. Thấy rồi chuẩn bị mình nấu cái nồi canh chua bạc hà nha các bạn. Này chút nữa mình bẻ mớ rau tàn vô nữa. Rau tàn nữa nha. Nhiều lắm. Để vô niêm cho nó thơm. Giờ mình gọt cái bạc hà nha các bạn. Đã gọt cái vỏ ra các bạn. Giờ mẹ mình đang rửa bạc hà. Giờ ra mình coi ba mình đang mang ếch ngoài các bạn. Ra ngoài mình lột ếch đồ phụ ba mình. Đây giờ đang lột ếch nha các bạn. Ếch lột lọc không? Ếch cũng lột da nó xong rồi các bạn. Giờ mình làm chuột thì kia nữa là xong. Mình có thể vô nấu canh chua được các bạn. Đây mấy con ếch bự bự không các bạn. Lột ra. Bá cho bá thôi. Đây còn bên kia thì mẹ mình đã vừa bạc hà rồi xong rồi. Đây còn đây là ba mình đang làm ruột. Này mang ra chút nữa mình coi trong cái đùi nè bạn, có mấy phần sên này kia lấy ra tại vì nó tấm nước rậm rồi các bạn, nên nó còn có sên này kia trong cái đùi nó nè, lấy ra cho sạch. Tắt mai. Này cho ông 66 vlog làm nồi canh chua.
xong hả ba? Chưa ấy cái sên nữa mà. Con này có sên nè. Sên nhiều. Đổ ra không chị? Đổ ra. Đó, sên nó nè. Con nào có là con này, con này. Đó. Con này như không có nè, con này à, trắng trẻo. Trắng trẻo đẹp trai nè, không có nè. Ở đây không? Mở vô đây mày, mở đây nè. Thôi. Này nó cũng ít, cái con này không thấy đó nè. Không thấy cái sên nè. Con này không quá trời nè. Ông nhỏ mà quá trời. Trắng trẻo đẹp trai luôn, không có luôn. Này cái đùi đá, đùi chà bá. Trắng trẻ đẹp trai luôn. Này có đó bạn. Mở vô đó. Này có luôn nè. Các bạn thấy nó trắng trắng cái này. Này mình cứ cái đùi ra, kéo ra, trắng trắng cái này nè. Chút nữa nhìn xuống đây chặt ra cái đùi, hai cái đùi ra cho hai nhỏ bỏ vô nồi chua luôn rồi cái nào vớt ra. Mẹ mình cũng đã bắt cái nồi nước lên các bạn. Giờ ếch cũng đã mần xong rồi. Đây, thì mần xong ếch rồi. Như đây ếch thì mình nấu được nồi canh chất lượng luôn các bạn. Giờ thì mình bỏ ếch vô trong cái nồi canh này. Cho nó nước cũng sôi lên. Mình bỏ bạc hà vô nha các bạn. Đây bạc hà rồi thì cũng đã làm xong hết rồi. Đồ niêm. Này mấy cái một số lá các bạn, lá của bạc hà mình có thể nấu được luôn. Mình lấy tận dụng lấy lá luôn, để ít lá với một ít với bạc hà này. Lấy cái giá quậy lên nè. Gì giá mới cũng không được xài nữa, giá là chìm bành vậy. Trời ơi, nãy giờ chưa bấm qua. Như đây thì ếch nấu canh ngọt nước cho coi các bạn. Này mấy cái nước sôi lên mình bỏ bạc hà lại vô rồi, chín bạc hà là chín luôn. Để nắp lại cho nó sôi nước lên. Cơm mẻ vô mà thì này mình nấu canh chua, chua bằng cơm mẻ thì ngon hơn là nó mình nấu bằng men đó các bạn. Thì nhà mình có nuôi mẻ nè nên dùng cơm mẻ nấu canh chua này thì nó cũng chua mà nó chua chua ngọt dịu dịu thôi, chứ không phải là chua như là cái me mình nấu canh chua. Thì mình nấu bằng cái cơm mẻ này đó thì canh mình nó ngon hơn nha các bạn.
lá xoài rồi, mình mới bỏ con mẻ vô. Bây giờ này mình bỏ bạc hà vô luôn nha các bạn. Như đây bạc hà cũng hơi nhiều chứ. Còn xèo lại. Này có thêm cái một số lá này nữa nè, không biết cái nồi này chứa đủ không, thấy nhiều nhiều bạc hà quá. Rồi chắc bỏ cái này vô không vừa rồi, cho nó xèo xuống mới bỏ này được. Ếch thì nó mau chín mà, nước sôi lên vậy là ếch nó cũng chín rồi. Vì trình lại bạc hà với bạc hà chín nữa. Hà chín nó ếch là nó vừa đục luôn. Bạc hà nó cũng xèo xuống rồi, nó cũng xèo xuống. Mẹ mình mà bỏ cái mấy cái lá vô, nãy một số lá nữa các bạn, nó bỏ vô chín là mình cũng đã chuẩn bị đồ niêm xong rồi. Đây mình niêm xong rồi. Này, rau tàn với ngò gai với xíu ớt nữa, là đợi nó chín nữa là mình bỏ vô là có thể nhắc xuống ăn được rồi nha các bạn. Sao cảm thấy sao, ngọt không? chưa đủ muối hả? Rồi. Nhìn cái dĩa đồ niêm cũng thấy cũng hấp dẫn rồi các bạn. Này thì đồ niêm này thì nhà cũng có sẵn, ra mình bước vô là mình niêm thôi các bạn. Giờ thì cái bạc hà mình bỏ vô cũng đã chín nè, giờ mình bỏ đồ niêm đi luôn là mình phải nhắc xuống dùng được rồi nha các bạn. Bỏ niêm vô bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Nhìn nó canh chua là muốn đói bụng rồi các bạn. Rồi đóng nắp, nhắc xuống. Nó trộn lên không? Trộn ra lên. Trộn lên xíu, nhúng nhúng xuống. Mình cũng đã dọn cơm rồi xuống rồi các bạn. Thì mời các bạn ăn cơm với gia đình mình nha. Đây, canh chua hồi nãy đây. Này với một số thịt kho. Thì cũng ăn uống cũng đạm bạc, cũng sống qua mà sống cũng qua mùa dịch. Nay dịch bệnh thì đồ ăn là cũng thiếu thốn, anh em cũng đi kiếm cắm ếch thì kiếm thêm đồ về ăn các bạn. Thì cái bạc hà đồ niêm nữa thì cũng gần sớm mà cũng có sẵn, mình đi mua rồi được. Còn đồ niêm thì nhà có.
Rồi, mời các bạn ăn miếng ếch nha. Nóng. Ếch ngọt quá các bạn. Chấm vô miếng ếch. Ếch đồng ngọt ghê luôn các bạn. Chua thu cái ếch. Bánh bông. Bông gì?